Dạ vâng, và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu 3 mẫu chép kèn 750 ở tại cửa hàng bên em. Chép kèn 750 là dòng côn ở trong là 72 và 75 anh em nhé. Và từ thường của nó là thông thường là từ 170. Đó, từ 170 hết ở đây. Ba cái dòng này thì toàn dòng to và lực thôi. Những con này 5 cân một củ này, 5 cân một củ này. Và con này tầm 4,2 kg một củ này. Rất là to và nặng. Em hay nói là quái thú và khủng long đấy. Những cái dòng chép kèn này anh em mà bật đánh tiếng rất là lực, vỗ uy lực, đánh sân khấu hội trường, đánh chết được cả những con virus Motorola luôn. Và sau đây thì em sẽ quay chi tiết sản phẩm và em có báo giá cho anh em mình tiện theo dõi. Dòng đầu tiên là dòng củ của JCF model N850, cấu hình là từ 170, quận tiếng côn 72. Dòng nít nhôm và cánh nhôm nhô rất cao để tản nhiệt. Đó là dòng này họ làm thiết kế như vậy. Hàng chắc chắn và xịn sò. Tất cả dòng, ba dòng em giới thiệu ở đây là bắt 4 vít dành cho phễu đại anh em nhé, phễu đại. Và anh em lưu ý cái chân ốc, vì nhiều anh em mình hay có những cái phễu nhỏ hơn nhá, để em đo chân ốc cho anh em xem này. Anh em lưu ý nhé, đo ngang như này anh em này, là tâm ốc nó tầm 7 phân này, 7 phân nhá. Nó đo đường chéo thì nó tầm 10 phân anh em này. Đó, thế mới vừa nhá. Đường chéo là 10 mà tâm ngang là 7. Với con kèn JCF N850 này được bên Huấn Audio phân phối và bán ra với giá bán là 1,6 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc, được tặng hai tụ hai chở cho anh em về chơi nếu chơi ngoài. Còn phễu thì có kích thước 15. À xin lỗi, kích thước phễu là 34/5 là chiều dài, còn chiều rộng của nó hay chiều cao ấy là 23 cm. Đó là phễu đại. Và tiếp đến là dòng quái thú của nhà em bán ở thị trường quá nhiều. Có những ngày đi vài đôi là bình thường con này. Con này 5 cân một củ, sản phẩm của JBN, đít bằng nhựa hay Sài Gòn gọi đít mổ ấy. Bọn em đã có bài phân tích đít nhựa và đít nhôm anh em nhé. Con này từ 17 côn 72. Trọng lượng 5 cân một củ. Đúng, toàn quái thú mới cả khủng long. Đánh con lay thì con Motorola thì không thể sống nổi. Giá bán 1,6 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc. Tiếp đến là dòng chép 750 của BA. BA là một thương hiệu của Thái. Và được con này được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Dòng con này đít nhôm từ 17 côn 75, phân khúc giá rẻ hơn một chút thôi. Côn 75 thì đánh ngoài rời, đánh sự kiện. Trọng lượng này khoảng tầm 4,2 kg một củ này. Và giá bán là 1,5 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc với chiếc 750 của BE. Và em nay tổng hợp báo giá những cái sản phẩm chép kèn 750 loại từ thường ở nhà em. Còn những loại neo thì em sẽ hẹn các bác ở một video khác. Và xin phép dừng ở đây, xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Để được tư vấn và mua hàng, anh em gọi trực tiếp cho em qua số máy 0904 612323. Và nếu anh em có thắc mắc về đấu nối thì cứ điện em theo số máy đó. Và để bày tỏ quan điểm cá nhân của mọi người thì anh em hãy comment ở dưới cái video để anh em sẽ trả lời cho anh em mình sớm nhất có thể. Và em xin đồ nói về đối sơ qua đồ ghép một tí trước khi dừng video. Bát những cái con này thì anh em phải lắp với kèn, lắp với bát đấy, quên ạ. Những con dòng kèn này anh em lắp với bát 40 hoặc 50 từ 220 côn 100. Còn nếu bát 40 mà côn 75
thì anh em phải ghép với hai đôi dạng như 725 đó, 231 kèn. Và xin chào mọi người.